Thưa quý vị, Việt Nam có khoảng 12.000 loài thực vật, trong đó thì có khoảng 4.000 loài có thể dùng để làm thuốc. Nhận thấy tiềm năng phát triển cây dược liệu còn rất lớn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng và phát triển mô hình trồng cây dược liệu địa hoàng theo tiêu chuẩn GACP WHO tại tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu của dự án đó là xây dựng và chuyển giao quy trình trồng thâm canh cây dược liệu địa hoàng theo tiêu chuẩn GACP WHO vào sản xuất, xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm dược liệu, nhân rộng và quảng bá mô hình trồng thâm canh cây dược liệu. Đến nay thì sau 3 năm, mô hình cũng đã được triển khai hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân và có nguồn dược liệu quý phục vụ chăm sóc sức khỏe trong nước. Người dân hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng tại thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang thu hoạch cây dược liệu địa hoàng trong niềm vui được mùa, được giá. Trước kia, toàn bộ diện tích này chủ yếu trồng các loại cây màu như ngô, đỗ, lạc, hiệu quả chưa cao. Từ khi chuyển sang trồng cây địa hoàng đã mang lại những hiệu quả rõ rệt cho người dân nơi đây. Hiện nay chúng tôi triển khai cây địa hoàng ở đây là đã được 3 năm. Đánh giá thực tế rõ so cây địa hoàng với các cây ngắn ngày khác. Hiện nay nó là gấp 5, gấp 6 lần những cây trồng ngắn ngày khác. Được sự quan tâm từ các lãnh đạo địa phương và các đơn vị triển khai dự án như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, công ty thu mua dược liệu, người dân tại đây đã tăng diện tích trồng cây địa hoàng theo từng năm. Từ diện tích một mẫu trồng cây địa hoàng vào năm đầu tiên triển khai, đến nay, sau 3 năm, Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng đã tăng diện tích lên 7 hectare. Cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, năng suất trung bình đạt 8-9 tạ một sào, với giá bán khoảng 19.000 đồng 1 kg tươi, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Nói chung là nhưng mà chúng tôi tính là 4-5 tạ là nó có hơn 10 triệu, cho nên cái đời sống kinh tế là của bà con trong hợp tác xã là được ngày một nâng lên tốt đẹp. Thì đến năm thứ 3 thì chúng tôi đánh giá đây là một cây trồng mà cho hiệu quả kinh tế khá cao. Với tính toán ban đầu mỗi một sào cho thu khoảng từ 7 tạ đến 9 tạ, cho thu nhập từ 13 đến 15 triệu đồng. Như vậy thì so với cây trồng kia là cao hơn khoảng 5-6 lần, phù hợp với định hướng chỉ đạo của tỉnh trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau 3 năm triển khai, dự án đã tạo lập được chuỗi sản xuất kinh doanh cây dược liệu địa hoàng theo hướng GACP WHO tại tỉnh Hưng Yên, từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản, tạo liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa bà con nông dân tham gia mô hình với doanh nghiệp thu mua dược liệu, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần ổn định vùng nguyên liệu cho đơn vị thu mua và nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn bộ diện tích của bà con hiện nay đang trồng là hợp tác xã sẽ bao tiêu hết cho bà con, rất chỉ là ổn định, và khi bà con thu hoạch đến đâu thì hợp tác xã sẽ phối hợp với công ty thu mua hết cho bà con đến đó. Thì trong chương trình khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ấy, thì hỗ trợ được 50% là phân bón với lại là cây giống, nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi lại hỗ trợ tiếp 50% số còn lại cho các hộ tham gia mô hình, để đến khi sản phẩm có được thì chúng tôi sẽ bao tiêu toàn bộ đầu ra. Cái mà tôi nghĩ rằng là rất ít doanh nghiệp có thể làm được đấy là chính là dám ký cái giá an toàn ban đầu trước khi triển khai mô hình. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có trên 5.000 hectare đất bãi đã hình thành được các vùng trồng dược liệu lớn. Với chủ trương hướng đến trồng cây dược liệu thay thế cho cây màu hiệu quả kinh tế thấp, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã, giúp liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho người dân, giúp họ có thể yên tâm sản xuất. Thưa quý vị, triển lãm quốc tế lớn nhất châu Á thuộc thực phẩm và đồ uống Xia Shanghai 2024 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, thu hút rất đông các nhà mua hàng trên toàn cầu. Đáng chú ý là các sản phẩm từ nông sản Việt cũng đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số hàng ngàn gian hàng tại triển lãm lần này, khu vực trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam chuyên về nông sản và thực phẩm chế biến được đánh giá là một trong những điểm thu hút đông đảo khách tham quan hiện nay. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện lần này giới thiệu nhiều sản phẩm chế biến từ nông sản như là nước dừa, yến, nha đam, gia vị, thảo dược được lựa chọn kỹ lưỡng, trưng bày đẹp mắt, tốt cho sức khỏe, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng trên toàn cầu đang rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe sau đại dịch, nhất là những sản phẩm, thực phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là lợi thế của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện lần này, bởi hầu hết các doanh nghiệp đều cung cấp được những sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược liệu, đáp ứng được các tiêu chí về truy xuất nguồn gốc và tốt cho sức khỏe. Hội chợ quốc tế SEAN Thượng Hải năm 2024 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, có diện tích trưng bày lên đến 260.000 m2, với sự tham gia của khoảng 6.500 đơn vị đến từ hơn 70 quốc gia, đón khoảng
250.000 khách tham quan. Ngoài trưng bày giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp tham gia còn được tìm hiểu thêm nhiều thông tin quan trọng về sự phát triển của ngành F&B toàn cầu, xu hướng thị trường, chuỗi cung ứng thực phẩm. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội với nền văn hóa văn hiến lâu đời có trên 1.350 làng nghề chiếm 40% làng nghề của cả nước, là cái nôi tiềm năng để phát triển sản phẩm ô cốp. Về ẩm thực, chế biến ẩm thực có nhiều những bí quyết vùng miền và gia truyền đạt trình độ tinh hoa ẩm thực, đặc sản vùng miền có giá trị kinh tế to lớn, tạo nên bản sắc văn hóa đáng tự hào. Từ năm 2019 đến nay, Hà Nội đã có đánh giá phân hạng được 2.711 sản phẩm ô cốp để giới thiệu các sản phẩm ô cốp làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng thủ đô. Sáng nay, tại Công viên Văn hóa Đống Đa, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, các sở ngành, đơn vị doanh nghiệp tổ chức tuần hàng Việt giới thiệu sản phẩm của ngành nông nghiệp. Tại đây, góp phần kết nối giao thương giúp người dân tiếp cận với sản phẩm ô cốp, sản phẩm an toàn, chất lượng. Mì chũ rau củ xuất khẩu là mặt hàng chiến lược được đơn vị này giới thiệu tại tuần hàng ô cốp. Chúng được sản xuất từ loại gạo trên cánh đồng chum Siêng Khoảng của Lào, kết hợp với các loại rau củ đạt ô cốp 3 sao 4 sao của Hà Nội, cùng công thức chế biến mì gia truyền của đất chũ Bắc Giang. Mì rau củ là sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng thủ đô quan tâm. Bên cạnh sản phẩm mì chũ, các loại rau củ quả an toàn, đặc sản vùng miền cũng là những sản phẩm được người tiêu dùng thủ đô quan tâm. Chúng tôi vận động cho chị em hội viên phụ nữ đến đây mua hàng đều có xuất xứ, là nhãn mác và giá cả thì rất hợp lý. Tuần hàng lần này được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 với 50 gian hàng và trên 500 sản phẩm ô cốp là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 14 tỉnh thành trong cả nước. Riêng thành phố Hà Nội có 20 gian hàng với trên 100 sản phẩm ô cốp tham gia tuần hàng. Đây cũng là cơ hội để các chủ thể ô cốp được quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người dân thủ đô. Nhiều người tiêu dùng, người ta chưa hiểu được thế nào là ô cốp. Và người ta cũng sẽ đánh giá bình chung luôn tất cả các cái mặt hàng như ở ngoài chợ hoặc là như các cái cửa hàng khác. Nó chưa đủ tiêu chuẩn nhưng mà người ta sẽ so bì, người ta chưa phân biệt ô cốp. Khi mà có những hội chợ ô cốp này, người ta mới hiểu ra là những cái gì mới là đạt được ô cốp và như thế nào mới đạt được ô cốp. Cho nên là một cái động lực rất là lớn và một cái lan tỏa của chúng tôi cho rất nhiều. Và đây là những cái hội chợ này thì phải nói là chúng tôi lan tỏa được rất nhiều cách. Đưa các sản phẩm hàng nông sản của đặc sản của Sơn La đến với công chúng khách hàng ở dưới Hà Nội. Thì các cô, các bác khách hàng ở Hà Nội thì cũng rất là chuộng như là những đồ nông sản của Sơn La và đặc sản của Sơn La. Từ năm 2019 đến nay, Hà Nội đã đánh giá phân hạng được 2.711 sản phẩm, trong đó 6 sản phẩm 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.473 sản phẩm 4 sao và 1.220 sản phẩm 3 sao. Thời gian qua, thành phố Hà Nội chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời đưa ra các biện pháp giám sát, đánh giá lại các sản phẩm ô cốp để mang đến cho người tiêu dùng thủ đô những mặt hàng đạt chất lượng. Chúng tôi cũng đã mở các cái lớp, mời các chuyên gia, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng thế và về kiến thức cũng như là về cái nhu cầu, cái thị hiếu của người tiêu dùng nhằm là nâng cao cái sản phẩm ô cốp cũng như là đáp ứng với cái nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thành phố Hà Nội có không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn, quy mô sản phẩm nông nghiệp đứng đầu cả nước. Diện tích lúa trên 155.000 ha, rau 35.000 ha, thủy sản 24.000 ha, chăn nuôi 1,5 triệu con lợn, 47 triệu gia cầm. Hà Nội hướng tới mục tiêu đạt trên 3.000 sản phẩm ô cốp vào năm 2025, trong đó chú trọng vào sản phẩm chế biến sâu, hỗ trợ các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị cho mặt hàng nông sản.